Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với Tokyo Go và mình là Sơn Nguyễn. Khá là lâu rồi chúng ta không được gặp nhau đúng không nào? Và hôm nay thì mình sẽ quay trở lại và giới thiệu cho anh em một chiếc gimbal điện thoại rất là mới đến từ nhà DJI. Và đây chính là chiếc DJI Osmo Mobile 5. Một chiếc gimbal điện thoại trong khoảng giá hơn 3 triệu đồng thôi. Và hãy cùng mình ngay lập tức đi đập hộp cái chiếc gimbal này ra để xem là em nó sẽ mang lại cho chúng ta những gì nhá. Có xứng đáng tốt hơn phiên bản DJI Osmo Mobile 4 hay không? Bắt đầu thôi nào. Và cái chiếc gimbal này thì nó vẫn còn nguyên siêu ở đây anh em ạ. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi giải siêu nó ra trước đã anh em nhé. Bên trên thì chúng ta sẽ có một cái tập sách hướng dẫn sử dụng nhanh và một cái tấm đệm để có thể giữ cho cái chiếc máy của chúng ta đỡ bị sốc thôi. Ok, mình sẽ tạm thời để nó sang một bên. Trên này là sẽ là những cái hướng dẫn sử dụng của cái chiếc gimbal này khi mà chúng ta lắp vào này, cũng như là kết nối với app điện thoại này. Và đây sẽ là chiếc Osmo Mobile 5 của chúng ta, phiên bản của năm 2021. Thì với cái chiếc gimbal này nó sẽ có hai loại màu sắc ở trong ta có thể lựa chọn. Một là màu xám anh em ạ, và hai là cái màu trắng hoàng hôn như thế này. Đây, màu này gọi là màu gì nhỉ? Sunset White. Đấy, trắng hoàng hôn. Một cái thiết kế gimbal rất là đẹp đúng không nào anh em? Phải nói là với cái thiết kế như này thì mình chắc chắn là các chị em phụ nữ sẽ rất thích. Cái màu này nó hơi ngả hồng hồng một chút. À đây, bên trong này sẽ còn một số thứ nữa. Đầu tiên sẽ là một sợi cáp sạc USB Type A, đầu ra sẽ là USB Type C. Tiếp theo là một cái sợi dây đeo vào cổ tay này. Tiếp theo nữa sẽ là một cái miếng đệm ở trong cái phần ngàm để kết nối đây. Đấy, chúng ta sẽ có một cái miếng đệm Osmo ở đây để chống xước vào trong cái phần điện thoại, thì nếu mà chúng ta dùng cái này mà có rơi hay là có bị làm mất ấy, thì có thể thay cái miếng này vào. Và anh em nhớ cất nó đi nhá. Tiếp theo sẽ là một cái chân tripod, mini tripod ở đây. Cuối cùng thì sẽ là một cái túi. Đấy, túi này túi nghỉ để có thể đựng cái chiếc gimbal của chúng ta vào đây và xách đi rất là gọn. Đấy. Ok. Rồi rút ở phía bên trên. Rồi thì đây sẽ là chiếc DJI Osmo Mobile 5. Mình sẽ đi qua từng thứ một ở trên cái chiếc gimbal này anh em nhé. Đầu tiên là mình sẽ mở nó lên như thế này này. Như thế này là sẽ vào trạng thái hoạt động của gimbal. Còn khi mà chúng ta đóng xuống ấy, anh em để ý là bên trong này nó sẽ có một cái ngàm nhỏ nhỏ ở trong này này. Và ở trên phía bên trên cái trigger của thân gimbal chúng ta cũng có một cái lỗ nhỏ nhỏ ở đây. Cái ngàm này sẽ đút vào cái lỗ này. Đấy, mình sẽ đóng lại cho anh em xem này. Đóng vào. Chính xác và chính cái vị trí đấy thì nó sẽ tự động nó khóa lại. Và nó sẽ không thể lắc lư, nó sẽ không gây ảnh hưởng tới cái motor này trong quá trình chúng ta sử dụng lâu dài. Phần thân của gimbal nó sẽ có một cái tư thế cầm tay nó cực kỳ thoải mái như thế này. Đấy, anh em có thể cầm ôm tay vào đây được, hoặc là để ngón giữa vào đây, ngón trỏ lên trên phần trigger và điều khiển rất là thuận tiện. Và với cái trọng lượng của chiếc gimbal này thì nó sẽ chỉ có 290g mà thôi, khá là nhẹ nhàng. Lúc nào nó sẽ chỉ nặng hơn những chiếc smartphone một chút. Và nếu mà chúng ta lắp thêm cái ngàm này vào thì cái ngàm này nó sẽ có trọng lượng là 30g nữa. Cái ngàm này rất là thần thánh, từ đời Osmo 4 rồi nó đã rất là thần thánh rồi. Mình sẽ tạm thời để nó sang em nhé, chúng ta sẽ cùng đi qua tiếp. Thì mình để ý rằng là với những phiên bản gimbal DJI Osmo thời gian gần đây, họ đã cho chúng ta khá là nhiều các nút bấm tắt, nút phím tắt ở trên phía thân gimbal để cho chúng ta có thể sử dụng được một cách thuận tiện hơn, như là nút xoay camera này, một cái joystick ở phía đây để có thể điều chỉnh hướng quay của điện thoại này, một cái nút record ở đây nữa. Và bên cạnh đây sẽ có nút zoom in, zoom out này. Nút nguồn đi kèm đấy chính là nút mode điều chỉnh chế độ ở cái phím M này. Và phía này, phía đằng sau cùng sẽ là một cái nút trigger để chúng ta có thể bấm vào đây và điều chỉnh theo những cái chế độ focus của gimbal. Có thể là một số anh em đã tìm hiểu qua rồi thì cái chiếc gimbal này ngoài cái chức năng là quay bình thường thì nó cũng có thể kéo dài ra như thế này. Đấy. Nó như kiểu là một cái gậy selfie vậy. Đó. Và bây giờ đây chúng ta đã có một cái gọi là một cái gimbal selfie rất là dài để có thể tự quay vlog cá nhân. Tự quay vlog cá nhân cho bản thân mình luôn, mà nếu mà chúng ta không đi cùng bạn bè, không ai quay thì cũng có thể tự tin quay cái chiếc bằng chiếc gimbal này anh em nhá. Bởi vì là em nó được trang bị lên tới là ActiveTrack 4.0 đời thứ tư rồi. Nó cho chúng ta một khả năng tracking rất là tuyệt vời luôn. Thật sự là với khả năng tracking của ActiveTrack 4.0 thì bây giờ đây nó sẽ có những thuật toán sử dụng nó rất là thông minh. Nó sẽ focus theo bản thân của chúng ta ngay cả khi mà chúng ta khuất tầm nhìn trong một khoảng thời gian ngắn cũng có thể vẫn tracking theo được tốt. Một chiếc gimbal phải nói là rất đa di năng, vừa kiêm gimbal vừa kiêm gậy selfie luôn. Và với cái chiếc gimbal này thì nó vẫn được trang bị là ba trục mà thôi. Trước đây thì mình đã từng trên tay một chiếc gimbal điện thoại, mình không nhớ là của hãng gì, và em nó thì nó sẽ chỉ có hai trục. Nó cũng có khả năng kéo dài lên em nhé, tuy nhiên nó chỉ có hai trục và khả năng chống rung của em nó thì phải nói là rất là dở tệ. Còn với chiếc DJI Osmo Mobile 5 thì phải nói khả năng chống rung của em nó chưa bao giờ làm cho mình thất vọng, ngay từ đời Osmo 2 cho đến tận bây giờ đã là đời thứ 5 rồi. Mình đã từng trên tay rất là nhiều chiếc DJI Osmo Mobile và
chưa một lần nào mình có cảm giác rằng là thất vọng về cái khả năng chống rung của những chiếc gimbal điện thoại đến từ DJI cả. Đấy chính là cái quan điểm cá nhân của mình. Tiếp theo thì khi mà nhìn lên phía bên trên này, từ đời DJI Osmo Mobile 4 họ đã lược đi cái ngàm cứng ở trên máy và thay vào đây là một cái ngàm nam châm, thuận tiện hơn cho chúng ta rất nhiều cho quá trình mà chúng ta sử dụng. Nếu mà bất chợt chúng ta có điện thoại hay là phải check tin nhắn hay là gì đó thì hãy nhấc nó ra luôn, chứ không cần thiết phải tháo gimbal ra xong rồi lúc cần dùng lại cân lại đâu. Chúng ta sẽ cân sẵn và lắp vào cái ngàm bằng nam châm này, sau đấy thì chúng ta chỉ cần, đây nó sẽ có một cái lẫy ở trên này đấy, hợp với cả cái ngàm ở trên cái phần gimbal này, mình sẽ lắp nó vào. Ui, nó chắc cực kỳ anh em ạ. Mình dơ lại gần cái hút pập một phát vào luôn, rất là chắc. Đấy chính là sơ qua nhanh về thiết kế xung quanh của chiếc DJI Osmo Mobile 5 phiên bản của năm 2021. Và với cái chiếc gimbal điện thoại này thì mình thấy thời buổi công nghệ phát triển rồi, gimbal không phải lúc nào quay bằng máy ảnh cũng là đẹp. Bởi vì iPhone 13 ra mắt họ cho chúng ta rất là nhiều các cái chế độ quay như kiểu là Cinematic Mode đúng không, hay là rất nhiều các chế độ quay cực kỳ là đẹp. Thì để mà trang bị cho mình một chiếc gimbal thật sự là tốt là một cái điều rất là cần thiết tại điểm hiện tại. Và hơn nữa là với cái mức giá của chiếc gimbal này nó không phải quá là đắt, nó chỉ trong khoảng độ hơn 3 triệu mà thôi, thì ai cũng có thể sắm được đúng không nào. Và đặc biệt là nó sẽ rất phù hợp với cả những TikToker. Chúng ta cần sáng tạo những cái nội dung cho cá nhân mình mà không cần thiết có một người khác phải quay cùng, thì cái chiếc gimbal này nó sẽ đảm nhận cho chúng ta một người trợ lý như thế, sẽ rất là tốt cho chúng ta. Với những cái chức năng như là Active Track 4.0 này, chúng ta có thể đặt máy một chỗ và tự quay một mình, có thể đi xung quanh trong nhà và chiếc gimbal này có thể quay được theo chúng ta suốt cả một buổi. Thì không biết cảm nhận của em thế nào về chiếc gimbal này, hãy chia sẻ cảm nhận của em phía bên dưới phần bình luận của video nhé. Và mình cũng rất hy vọng em sẽ cảm thấy yêu thích video này của Tokyo Go. Hy vọng là thời gian tới khi mà mình quay trở lại làm việc tại Tokyo Go thì sẽ mang lại những cái thông tin cũng như là trao đổi với anh em thật nhiều thông tin hơn về các thiết bị công nghệ, những cái thiết bị công nghệ quay chụp đời mới, hay là về Flycam đến từ DJI, những hãng công nghệ quay chụp hiện tại. Rồi, rất mong em sẽ cảm thấy yêu thích video này. Hãy đừng quên ủng hộ cho mình một like, một subscribe cũng như là nhấn nút chuông để có thể nhận thêm thông báo về những video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.